Chương 27. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cà và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Giêsu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Khi ấy, Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cà và các trưởng lão mà nói rằng: "Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội." Xong họ đáp rằng: "Sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ người." Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền đi ra, đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cà lượm bạc và nói rằng: "Không có phép để bạc này trong kho thánh, vì là giá của huyết." Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng huyết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: "Họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel, và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta." Đức Chúa Giêsu đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: "Có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Thật như lời." Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng: "Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao?" Song Đức Chúa Giêsu không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Phàm đến ngày lễ vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng, tên là Ba-ra-ba. Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: "Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Giê-su gọi là Christ?" Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài. Quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: "Đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao." Xong các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Giêsu. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: "Trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai?" Chúng thưa rằng: "Ba-ra-ba." Phi-lát nói rằng: "Vậy còn Giêsu gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào?" Chúng đều trả lời rằng: "Đóng đinh nó trên cây thập tự." Quan hỏi: "Sao người này đã làm việc dữ gì?" Chúng lại kêu la lớn hơn rằng: "Đóng đinh nó trên cây thập tự." Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: "Ta không có tội về huyết của người này. Điều đó mặc kệ các ngươi." Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: "Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi." Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng, và khiến đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, đoạn giao Ngài ra để họ đóng đinh trên cây thập tự. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giêsu vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: "Lạy vua dân Giu-đa." Họ nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Siren tên là Simon, thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giêsu. Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái sọ, họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng, xong Ngài nếm thì không chịu uống. Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo sống của Ngài. Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài. Phía trên đầu Ngài, họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài rằng: "Người này là Giêsu, vua dân Giu-đa." Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu mà nói rằng: "Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày. Hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự." Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng:
nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó, thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng, ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu tiếng lớn lên rằng, Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe kêu thì nói rằng, nó kêu Eli. Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá và thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng, hãy để vậy, coi thử có Eli đến giải cứu nó chăng. Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng, thật người này là con Đức Chúa Trời. Và có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê để hầu việc Ngài. Trong những đàn bà đó có Marie Madeleine, Marie mẹ của Gia-cơ và Joseph và mẹ hai con trai của CBD. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Phi-lát bèn truyền cho Joseph lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Marie Madeleine và Marie khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng, thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng, khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy xin hãy cắt người canh mà cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi rồi nói với chúng rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Phi-lát nói với họ rằng, các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi, niêm phong mà Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.